Đưa vào. Đây là đường vào khu di tích Lam Kinh. Vậy là tốt. Luôn nghĩ tới những tới rồi hả? Lam Kinh kính chào quý khách. Kỷ niệm 606 năm khởi nghĩa Lam Sơn. Còn không cho một bài muối nữa đi. Tí là qua mua thêm. Nơi kiểm soát vé. Cho một bài muối nữa đi. Mình phải mua vé nha. Mua vé đó. Mua vé này. Đây. Thôi để chị khai tăng tuổi lên nha. Không, thẻo là mấy chục rồi. Có điện luôn thì đi xe điện đi. Đi xe điện luôn. Sáng 10 tuổi trở lên không được giảm nữa mấy. Thôi đi khai tăng cho. Chị Thảo có mình là có được vé đến mình không? Bao nhiêu tiền một vé em? 100.000. Có bé thì vô không có vé cho bé nữa. Người đi. Thuyết minh người đi. Thuyết minh người. Có. Thuyết minh thì 100.000. Thuyết minh đi, có 100.000 chia ra hết mà dễ mà. Đi là cho chị xe điện, thuyết minh. Thuyết minh người. Ủa chứ xe điện hả? Không đi bộ đi. 100.000. Ủa nặng lắm. Ủa chứ xe điện sướng hơn. Đúng rồi. Có gần không? Giới thiệu các bạn, đây là di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở tỉnh Thanh Hóa. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá di tích Lam Kinh. Mời các bạn theo mình nha. Đoàn của mình đã đến khu di tích Lam Kinh rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi bằng xe điện nha, và có hướng dẫn viên du lịch đi theo nữa. Mời các bạn đi theo tham quan di tích Lam Kinh với mình. Let's go. Đây, cả đoàn lên xe. Hồi ai cũng có khăn đẹp hết trơn. Ai cũng có khăn đẹp. Ôi em lấy xe luôn hả? Em dễ thương quá. Rồi để không. Xin kính thưa quý đoàn, Thọ Xuân là nơi sinh dưỡng nhiều vị vua sáng tu hiền trong lịch sử, trong đó tiêu biểu có hai triều đại là Tiền Lê và Hậu Lê. Và hôm nay đây chúng ta đang được đứng trên mảnh đất Lam Sơn, địa linh nhân kiệt, nơi đã sinh ra người anh hùng dân tộc Lê Lợi, cũng là nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh kéo dài 10 năm, từ năm 1418 đến năm 1427. Trải qua 10 năm trường kỳ kháng chiến nếm mặn nằm gai, cuối năm 1427, cuộc khởi nghĩa hoàn toàn giành thắng lợi. Ngày 15 tháng 4 năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế tại kinh thành Thăng Long, Hà Nội, lấy niên hiệu là Thần Thiên, đặt tên nước ta là Đại Việt, mở ra một triều đại phong kiến phát triển rực rỡ và kéo dài nhất trong triều đại phong kiến Việt Nam. Vương triều Hậu Lê kéo dài trong suốt 360 năm. Năm 1430, Lê Lợi đã xuống chiếu đổi Lam Sơn thành Tây Kinh để phân biệt với Đông Kinh Hà Nội và gọi là Lam Kinh. Như vậy, Lam Kinh bắt nguồn từ hai chữ Lam Sơn và Tây Kinh. Tháng 8 năm 1433, vua Lê Thái Tổ Bắc Hà ở kinh thành Thăng Long, Hà Nội, triều thần và hoàng tộc đã đưa vua về quê hương Lam Sơn an táng, xây lăng mộ và lập bia. Kể từ đó, Lam Kinh trở thành nơi sơn lăng, an táng lăng mộ các vị vua và hoàng thái hậu đầu triều Lê Sơn. Hiện nay với tổng diện tích hơn 200 hectare, tọa lạc trên hai huyện là Thọ Xuân và Ngọc Lặc, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa hơn 50 km về tây. Lam Kinh rất là vinh dự được lưu giữ và an táng lăng mộ của 6 vị vua và lăng của hai bà hoàng thái hậu, trong đó có lăng mộ của vua Lê Thái Tổ Lê Lợi, vua Lê Thái Tông, vua Lê Nhân Tông, vua Lê Thánh Tông, vua Lê Hiến Tông và vua Lê Túc Tông, cùng với lăng của hai bà hoàng thái hậu là bà Ngô Thị Ngọc Giao và bà Nguyễn Thị Ngọc Huyên. Tuy nhiên trải qua biến cố thăng trầm của lịch sử, hiện nay lăng mộ của vua Lê Nhân Tông và lăng mộ của bà hoàng thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Huyên đến nay thì vẫn chưa xác định chính xác vị trí. Dạ vâng. Bây giờ thì em mời chúng ta cùng dừng xe xuống xe qua tay phải của mình, em giới thiệu giếng. Sau đó em lại chụp hình với các chị ở đây nha. Bên này có dính to và đất trong xanh nha các chị. Chúng ta vừa nghe thuyết minh, vừa thuyết minh xong điểm, các em lại chụp hình cho mình, người ta yên tâm nha. Đây ta ngắm giếng bên này. Thì các chị, đây chính là giếng cổ Lam Sơn. Tương truyền giếng có thời cụ Lê Hối là cụ nội của Lê Lợi, cách chúng ta ngày nay khoảng hơn 700 năm. Từ khi tiên tổ của Lê Lợi không ở vùng này, ông ở làng Như Áng, trên tận Ngọc Lặc. Tiên tổ của ông vốn làm việc dạy học, nên một hôm đi dạo đất Lam Sơn, thấy chim chóc quần tụ núi Lam như vẻ đồng người tụ họp,
Ông cho rằng đất lành chim đậu nên rời nhà đến đây ở. Để có nước sinh hoạt cho người nhà, cụ lợi dụng một dòng suối chảy từ Tây sang Đông, đắp chặn hai đầu lấy nước sinh hoạt cho hàng ngàn người ở nhà mình. Năm 1418, Lê Lợi giấy hưng nghĩa binh, quân lính, binh sĩ của Lê Lợi cũng đến nước này để sinh hoạt. Đặc biệt, năm 1434 khi Lam Kinh trở thành điện miếu, ta đã cho khôi phục lại giống như bây giờ. Các chị nhìn thấy diện tích hình Emmet, dài 37m, rộng 30m, sâu 7,5m và dao động mực nước từ 3,5 đến 4m, ướp mùa khô và mùa nước. Lối đi giữa rộng nhất dành cho vua, hai lối hai bên hẹp văn dành cho quan, bên trái là quan văn, bên phải là quan võ. Cái cũ mà từ ngày xưa còn lại là bốn chân tảng đá kê cột thần giữa, hai vầng nhật nguyệt hai bên, phía ngoài của ngọn môn đây là hai quân ngây đá, canh giữ đất thần đạo. Toàn bộ công trình được dựng lại bằng gỗ lim nguyên khối trên nền đá cổ ngày xưa. Vào năm 2009, do công ty cổ phần mía đường Nam Sơn đã cung tín toàn bộ ngọn môn này. Trên cửa giữa các chị thấy, đúng rồi ạ, được dựng lại chị ạ. Trên cửa giữa các chị thấy ba chữ màu vàng to, đọc từ phải sang trái, đại ngọ môn, môn là cửa, đại là lớn và ngọ là hướng nam, nghĩa là cửa lớn quay ra hướng nam. Vậy như ban đầu chia sẻ với chúng ta, ngọ môn Lam Kinh có ba lối đi, lối giữa dành cho vua, hai lối hai bên dành cho quan, bên trái là quan văn, bên phải là quan võ. Nhưng thấy các chị trái phải đang ngược hướng các chị đi vào, như các em đứng thấy này. Bên này sẽ là cửa quan văn, bên kia là cửa quan võ. Thì em xin phép mời chúng ta cùng qua cửa quan văn vào bên trong. Mình sẽ đi vào quan văn, lát là các chị nhớ ra quan võ nha. Vào văn, ra võ, cho quan võ xong. Vào văn, đâu sao đâu, các chị ơi. Vào cửa quan văn. Chỗ này. Vào văn, ra võ. Đây là gỗ này, gỗ lim nè. Ôi, cây đa đẹp quá. Đây các chị, hiện nay cây đa của Lam Kinh ấy được du khách tập trung đánh giá. Đây là cây mà có vị trí và hình dáng mọc đẹp nhất Việt Nam. Đẹp quá trời đẹp luôn. Hình dáng ta nhìn thấy ngay đúng không ạ? Nhưng còn cái vị trí tại sao lựa chọn đẹp nhất Việt Nam được? Bởi vì thưa các chị, cái mô hình làng cổ Việt Nam là cây đa, giếng nước, sân đình. À, đúng luôn, có giếng luôn nè. Hiện tại em đang dừng chân sân đình rộng. Ngay bên cạnh mái đình có cây đa cổ thụ này. Nên vị trí đất lựa chọn đẹp nhất Việt Nam là như vậy. Đẹp nhất Việt Nam. Cây này có một tên rất đặc biệt, tên là cây đa thị. Tại sao lại là đa thị? Là cây đa nữ. Từ bao giờ, bên hữu ngọn môn mọc ở bên cây thị. Cây thị. Cho quả. Khi mà quả chín chín. Cây thị nhớ xíu. Ăn quả thị. Vô tình trong cái lần chim kéo ăn quả thị, nó lại công lên những cái hạt đa. Hạt đa dưới hốc đất lâu dần nảy mầm ôm trọn cây thị bên trong. Một gốc nhưng có hai ngọn, vừa đa vừa thị, mùa nào quả đấy, một thị cho quả thị, vừa đa cho quả đa. Chính vì vậy, dân quanh vùng đã gọi cây này là cây đa thị. Cây đa thị. Nhưng mà thưa các chị rất là tiếc, cách đây 17 năm, năm 2007, cây thị ở bên trong, cây đa bọc bên ngoài, sức sinh tồn đa thấp hơn. Vì thế cây đa bị hút dinh dưỡng cây thị bị héo và chết. Các chị tính từ mặt đất này lên chiều cao thân cây bên tay trái của mình khoảng 5m, có cái cành cây bị cưa nó chìa ra phía ngoài đấy, chính là vết tích của cành thị trước đây, rễ đa bọc bên ngoài cành thị. Cây này khoảng trên dưới 300 năm tuổi. Nhưng rất là may mắn cho Lam Kinh, đến năm 2015 chúng ta tình cờ phát hiện ra mầm thị nảy trong gốc ra. Bên phải gốc cây đa có ngọn màu xanh đang chĩa về sân rồng và chống cây sào đấy, chính là cây thị. Người ta gọi đó là sự hồi sinh, nghĩa là sống lại. Giống như các cụi mình có câu ca là gì? Chớ than phận khó ai ơi, còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Mình chính cho cái sự lạc quan và cố gắng đây. Đây chính là cây thị đấy các chị nha, chống cây sao đấy. Trời ơi. Còn thưa các chị, chúng ta đứng ở sân rộng này có tên gọi là sân rồng hay là sân trầu, rộng tới hơn 3.000 mét vuông. Ngày xưa, mỗi lần vua về tế tổ Sơn Lăng thì vẫn diễn ra việc hành lễ, tế lễ. Sân này chính là sân diễn ra việc hành lễ và tế lễ đó. Còn ngày nay, vào các ngày 22 tháng 8 âm lịch hàng năm là ngày giỗ của Lê Lai và Lê Lợi. Người ta dựng lại cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cũng như ngày lễ vào đăng quang tại sân này và gọi là lễ hội Lam Kinh. Thanh Hóa các em có câu ca dao: hôm mốt Lê Lai, hôm hai Lê Lợi, hai ba giỗ bà hàng dầu, mưa trời đa bánh. Hàng năm cứ đến lễ ngày 21, 22 và 23 tháng 8 âm lịch là lễ hội Lam Kinh diễn ra tại sân rồng này. Như vậy hơn nửa tháng trước đây chính là lễ hội Lam Kinh. Phía sau của chúng ta không gian sân khấu lễ hội đang còn đấy các chị. Và thưa các chị, ngay sân rồng là chính điện Lam Kinh, công trình gỗ đồ sộ. Để lên chính điện Lam Kinh nếu đi bộ là chúng ta bước qua chính bậc thềm rồng. Nhưng mà chúng ta đi bằng xe điện, xe điện không chạy qua các bậc để lên trên được. Lát đã mình chụp hình xong sẽ lên xe điện, các em đưa mình thăm bia Vĩnh Thăng bên góc này trước.
Sao ta đi vòng đường rừng cây mát mẻ bên ngoài, ta vào thăm công trình chính điện sau. Bây giờ em mời các chị chụp ảnh cây. Thành phố Hồ Chí Minh đây là các giảng viên. Làm bác các bác mình đứng ở đây mình chụp ảnh đi ạ. Dạ rồi. Không có để đâu đấy. Biên tập viên Quang Minh đúng không? Bấm đây để quay. Quang Minh đúng không? Đúng rồi. Sợi bấm một phát để tập. Nào, đâu ạ? À? Đứng ở đâu ạ? Đứng ở đây chụp đẹp anh em. Vâng. Hôm rồi mới chụp với Quang Linh với Hằng Du Mục mà. À vâng. Vâng. Anh vô đi anh ơi. Vâng. À, đây là các bác đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng ra đây để tham quan khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam. Sông được gọi là Cửu Long. Để chúng ta lấy hai nửa để hai bên, nửa bên trái, nửa bên phải ta ghép lại với nhau. Các chị có nhìn ra hình gì không ạ? Trái tim đúng không ạ? Hay là bồ đề đấy, tượng trưng của đạo Phật theo thuyết luân hồi. Cần đáy bên này các lớp sóng ngang chạy song song với nhau, giống những người đang ngồi chắp tay niệm Phật. Đây là ảnh hưởng văn hóa Phật giáo, chứng tỏ rằng ở đầu thời nhà Lê thì Phật giáo vẫn rất là thịnh hành. Đó là những cái điểm đặc biệt về bia. Thứ hai là về rùa. Rùa này có rất là nhiều điểm đặc biệt. Một trong những cái điểm đặc biệt chúng ta dễ dàng đã nhất chính là bốn bàn chân của rùa. Thế các chị, chân rùa bình thường chỉ có 5 móng thôi. Ở đây các chị đếm xem bàn nào cũng 6 móng. Và đặc biệt cái móng thứ 6 ở bên ngoài đấy, nó lại không đầy 5 móng này mà cố tình bị khuyết lõm sâu trong một hốc. Về 6 móng của chân rùa rất là nhiều giả thuyết. Một những cái giả thuyết được nhiều người ủng hộ nhất đó là người ta cho rằng phải chăng 6 chân rùa này là tương ứng với 6 năm ở ngôi của Lê Lợi. Ông làm vua được 6 năm thì ông mất. Hơn nó mất vào ngày 22 tháng 8 nhuận, chưa đầy năm, móng thứ 6 này cố tình làm khuyết đi, đánh dấu 6 năm ông làm vua, cũng là năm ông mất hay làm vua chưa tròn. Vì chưa tròn nên cố tình làm không đầy. Và sau cùng để em xin phép tóm tắt nội dung văn bia này để chúng ta có thể hình dung rõ nhất nội dung cũng như bố cục của văn bia ở đây. Thưa với cả nhà, những cái chữ to gần chán bia đây là tiêu đề văn bia các đốt chịu triện gồm 5 chữ. Nguyên tắc chữ Hán đọc từ phải sang trái: Lam Sơn, Vĩnh, Lăng, Bi. Nghĩa là tấm bia Vĩnh Lăng được đặt ở đất Lam Sơn. Còn nội dung văn bia ở dưới các đốt chữ chân hay gọi là chữ Khải gồm 750 chữ chia thành 3 phần. Phần đầu nói về thân thế sự nghiệp của Lê Lợi. Ông nội của Lê Lợi là cụ Lê Đình, có sinh đẻ hai đứa con trai là cụ Lê Tùng và cụ Lê Khoáng. Cụ Lê Khoáng chính là thân phụ cụ Lê Lợi. Cụ Lê Khoáng lấy bà Trịnh Thị Ngọc Thương lại sinh được 3 người con trai. Trưởng là Lê Học, thứ là Lê Trừ, vợ út là Lê Lợi. Khi xưa, nghĩa là hào trưởng ở Lam Sơn rất là giàu có. Trong nhà có tới hàng ngàn người ở. Sự nghiệp hào trưởng của gia đình ông bà đã nhường lại cho con trai cả là Lê Học. Nhưng hôm nay, những con cả mất sớm, Lê Lợi là người nối nghiệp cha ông làm hào trưởng ở Lam Sơn. Nhưng ông không dùng của cải của ông bà làm giàu bản thân ông, mà dùng chính số tiền của nó để chiêu mộ hiền tài nghệ sĩ khắp bốn phương. Ông đã kêu mọi người khởi nghĩa, chính là khởi nghĩa Lam Sơn, đánh đuổi giặc binh ra khỏi bờ cõi nước ta. Phần thứ hai trên văn bia là phần tóm tắt 10 năm khởi nghĩa Lam Sơn, nếm mật nằm gai. Phần thứ ba là phần ca ngợi lòng khoan dung độ lượng của Lê Lợi sau khi mà quân thù chiến bại, đường thủy ta cấp cho thuyền, đường bộ cấp cho ngựa để quân giặc lui quân về nước, giống như bài Bình Ngô Đại Cáo chúng ta được học của thời phổ thông. Đặc biệt hơn nữa bên phải có bia ghi tên người soạn văn bia, thần Nguyễn Trãi Phụng Sắc Soạn là người soạn nội dung văn bia, thần Vũ Văn Phỉ Phụng Thơ là người viết chữ đinh văn bia. Nội dung văn bia do Nguyễn Trãi soạn 750 chữ, kích thước chữ khắc to 10 chữ đều với nhau. Nhưng chúng ta chỉ cần để ý kỹ một chiếc bên phải của bia có 5 chữ, đó là hai chữ thần. Tên riêng người soạn là Trãi, người viết chữ là Văn Phỉ, nằm ở đây khắc bé, kích thước chỉ khoảng 1/2 nội dung toàn văn bia. Người ta cho rằng tên của quan của thần đứng trước tên của vua không được phạm thượng phạm húy, nên kích thước chữ ngày bề tôi phải khắc bé hơn để có sự phân biệt giữa vua và tôi. Quay lại. Rồi bây giờ chúng ta đi vào chánh điện Lam Kinh nha các bạn. Các chị em mình đánh cái hàng gạch ở giữa các em nha. À, có hàng gạch luôn. Đúng rồi. Cái hàng gạch đứng nó sẽ cao hơn đứng ở cỏ. Diện tích của điện này rộng hơn 1.600 m² gồm 3 tòa nhà được dựng theo hình chữ công trong chữ Hán. Nghĩa là chữ Y là mã của chúng ta. Nếu nhìn ngang mình đang đứng điện có hình chữ H và in hoa. Qua các đợt khảo cổ, nghiên cứu các nhà khảo cổ đánh giá rằng điện Lam Kinh lớn hơn điện Thái Hòa trong Huế. Năm 1456, vua Lê Nhân Tông về tỉnh Tổ Sơn Lăng, ông đặt tên 3 tòa điện này. Phía trước là tiền điện có tên Quang Đức,
Nhân đức sáng gồm 7 gian hai trái, dọc cửa giữa là sùng hiếu, nhân tôn sùng đạo hiếu gồm 3 gian hai trái và ngang phía sau là diễn khánh. Nhân tốt lành cũng gồm 7 gian hai trái. Tổng cộng 3 điện này 17 gian 6 trái với 138 quân thủ như vậy. Hiện tại đang còn lại 127 chân đá kỳ cột vẫn nguyên vị trí từ ngày xưa. Trải qua thời gian chính kiến Nam Kinh xưa không còn nữa, năm 2010 nhà nước ta trùng tu lại công trình cũ như bây giờ với tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng. Bên trong là công trình sắt vàng thật toàn bộ, hoàn toàn là gỗ lim nguyên khối. Riêng một mình công trình này đã sử dụng ít hơn 2.000 mét khối gỗ lim. Nhưng thưa các chị, đây chủ yếu là gỗ lim làng. Việt Nam của mình này không một nơi nào tập trung được nhiều gỗ lớn như vậy đâu. Nhưng rất là may mắn cho Nam Kinh khi mà chúng ta dựng công trình này bên góc rừng phía tây sau lưng tay trái của chúng ta. Lát nãy em đưa các chị đi qua đấy, có một cây gỗ lim hơn 600 năm tuổi tự hiến thân dâng mình dựng cột. Nghĩa là vào tháng 1, tháng 2 âm lịch của năm 2010. Hiện tại trong quá trình trùng tu Lam Kinh dựng mới được có 5 tòa thôi, đang còn thiếu 4 tòa nữa. Tay phải của chúng ta đi vào thiếu tòa số 1, số 2, tay trái đi vào thiếu tòa số 8, số 9 là chưa dựng được. Ở đây mới được tòa số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7. Những tòa này dựng lại bằng gỗ lim nguyên khối. Hiện tại cứ mỗi một tòa như vậy sẽ thờ 3 vị vua. Riêng tòa số 5 ở giữa chúng ta đang đi vào đây ạ, là tòa có diện tích rộng nhất thờ 3 vị tổ của nhà Lê, bao gồm Thái Tổ, Cao Hoàng Đế, Lê Lợi, Tiên Tổ, Hoàng Đế Lê Khoáng là thân phụ của Lê Lợi và Hiển Tổ, Hoàng Đế Lê Đinh là ông nội của Lê Lợi. Các chị mình không có nhiều thời gian để cận tòa, em đã mời chúng ta đến tận số 5, các vị tổ nhà Lê, bởi có tổ mới có tông. Tạm biệt các chị. Dân hương này, đi dân hương này các bạn. Khiến như quân mình tại Đông Quan và các trấn thành bị bao vây và buộc phải đầu hàng. Cuộc khởi nghĩa Lạng Sơn kết thúc thắng lợi, đất nước chỉ hoàn toàn hồi lại. Ngày 15 tháng 8 năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế. Trong nhà và có thể dân một hoặc là dân ba, em sẽ chia ba, sau phần chút thì em sẽ chia một cái bóng rồi. Con trâu đang chào kìa. Cây sồi nếp. Trời ơi, tội nghiệp. Nó thở dữ ta. Rồi. Nặng lắm, nặng lắm. Tội nghiệp nó. Nặng lắm hả chú? Rồi, nó kìa. Nặng lắm, tội nghiệp quá. Về vị trí của cái thất quan năm thứ năm vẫn nằm ở vị trí này, theo hình lập thương cỏ mọc ở trên. Các chị biết tại sao các vị vua nhà Lê để cỏ mọc cái này không? Không giống như lăng vương Nguyễn Trung Huế đều có mái che đấy. Tất cả các vị vua lên, lát nữa mình đi qua thấy đều như thế này hết. Người ta cố tình để như vậy, mục đích là thông thiên, âm dương giao hòa. Nhưng khác một chút xíu bên ngoài của lăng mộ ngày xưa là bằng gạch. Gạch vừa xếp khít như không chát. Qua thời gian gạch bên ngoài đổ vỡ hư hỏng, năm 1995 thì ban quản lý vẫn để lớp gạch vỡ này ở bên trong, rồi cho ốp đá nhám bên ngoài để kiên cố lăng mộ. Về tiểu sử, đức vua Lê Thái Tổ Lê Lợi của chúng ta sinh vào giờ Tý, ngày 6 tháng 8 năm 1385 là vào năm Ất Sửu. Ông mất ngày 22 tháng 8 nhuận năm 1433 là vào năm Quý Sửu. Chúng ta thấy một điều đặc biệt ở người, vừa sinh tháng 8 mất tháng 8, sinh năm Sửu mất năm Sửu và làm vua được 6 năm, thọ 49 tuổi. Chiếc lăng mộ của đường đá dài là thần đạo để chấn trạch cho lăng mộ, đối xứng thần đạo hai bên qua hai hàng tượng quan hầu và con giống. Em mời mình quay phía sau đây. Sát ngay lăng mộ là hai tượng quan, bên trái của chúng ta là quan văn, ngược lại bên kia là quan võ. Kế tiếp theo đến tượng nghê, tượng tê giác, tượng ngựa và cuối cùng là tượng hổ. Tất cả các hàng dựng bằng đá, cách chúng ta 591 năm, nguyên bản từ ngày xưa. Còn bốn ông voi trồng ở cửa vào không phải nguyên bản ngày xưa đâu, mà được cung tín năm 1933, dùng Đỗ Phú người làng Cham ở Lam Sơn và ông Trần Trung Dẫn người làng Hành Thiện Xuân Trần Nam Định hiến mộ con trai về cầu tự sinh con trai.
quê quán con trai rồi ông về quê mừng tại lễ, đắp 4 lông voi và trồng 2 cái lòng não ở hai bên. Voi và lòng não chỉ có mặt 91 năm, và sao vẫn gần đá này 500 năm. Thưa các chị về Nam Kinh, các chị con nghe nói ở Nam Kinh có hiện tượng cây ổi cười không ạ? Có. Người ta bảo là gì? Chăm nghe cũng không bằng một thấy, mà chăm thấy không bằng một sờ. Hôm nay các chị về Nam Kinh được tai nghe, mắt thấy, tay sờ. Em mời các chị qua đây. Cây ổi cười. Các chị ơi, cây ổi bên tay trái mình đây nha. Cây này 91 tuổi rồi đấy. Ôi ơi. Lòng não của ông voi khi người ta cầu con nhìn vậy trọng. Mà 91 tuổi rồi. Chị mình dừng cây, mình khoan hãng. Cây ổi cười. Cái này là cây này bằng tuổi nhau thì là 91 tuổi. Các cụ ở đây ạ. Tại sao gọi là ổi cười? Chị ta biết cây số hổ đúng không ạ? Trong Nam có chị gọi là mắc cỡ ấy. Khi mình chạm vào nó khép lại gọi là số hổ hay mắc cỡ. Nhưng cây này cứ gãi vào thân thì ngọn rung lên gọi là cười. Em gãi thử các chị quan sát rồi các chị gãi lại sau nha. Đến Nam Kinh các chị chưa biết các chị chạm cái này này. Cây nào nó cũng rung. Rừng nó vẫn rung, đó là vì lực của chúng ta đã chạm vào rồi. Lát lại các chị thử và chị vẫn chạm khẽ nha, không được dùng lực. Dùng ngón tay này, gãi vào thân cây, như gãi vào cơ thể của mình đấy. Các chị nhìn lên cái ngọn lá, cái ngọn lá nó cứ vẫy như mình vẫy tay. Nhưng chỉ cần dừng tay, lập tức là cái ổ nó sẽ dừng ngay. Các chị nhìn cành ngay trước mặt em này, hiện tại đang có gió, nó hơi vẫy nhẹ nhẹ này đúng không ạ? Các chị để ý giúp em nhé, một ngón tay của em này đặt vào thân cây để không tạo lực, không rung thêm đúng không ạ? Nhưng bây giờ em gãi này, các chị có thấy đầu ngọn nó run lên bần bật không? Đó, em dừng một cái này, lập tức lặng im không dùng nữa. Đặc biệt là cả vòng nách của cây ổi nhá. Nách là cành nó chạy ngang thế này, cảm ta vẫn nhìn cành này. Nếu mà lặng gió thì dễ nhìn hơn nữa cơ. Chạm vào này, rồi gãi. Cười càng rồi. Nhanh thì rung càng mạnh. Đang rung mạnh như vậy chỉ cần dừng thôi lại trở lại bình thường ngay. Em xin mời các chị cùng thử đi, gãi vòng nách cho dễ quan sát. Vì đang hơi có gió. Ai còn bên không? Con quay từng đoạn người cho. Cái đầu lá nó giật nó khát nè, chị thấy không? Đó nha. Đấy. Đấy, các chị khác có thể thử. Cành nào cũng được, có thể chia ra để thử từng cành khác nhau. Để biết chị phòng thân cành bên kia cũng được nữa kìa. Chị gãi đi, chị gãi cho mắt đi này. Đừng gãi bên mắt các chị. Đó, anh này chị thấy không? Dùng này. Đấy nha. Đó, bên kia rung mạnh nữa kìa. Đây, các chị thấy không? Tất cả các đầu ngọn đã rung hết nha. Đây mới là hiện tượng đầu tiên các chị ạ. Hiện tượng cười. Hiện tượng cười chỉ cần một người gãi. Bye bye em. Cảm ơn. Giọng hay quá, dễ thương quá. Rồi, bye bye Lam Kinh nha. À, mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Xin chào tạm biệt các bạn.